vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh tin tức 24 giờ TV. Chúc quý vị có những phút giây trải nghiệm tuyệt vời và đừng quên click vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo ở ngay bên dưới tay phải màn hình của các bạn để nhận những tin tức mới hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày nhé. Ngay sau đây mời quý vị cùng theo dõi tin tức showbiz mới nhất hôm nay. Hai con trai của ca sĩ Lâm Trần Khang lần đầu lộ diện trong đám cưới của bố mẹ. Đám cưới của Lâm Trần Khang và Kim Jun Si thu hút sự quan tâm của công chúng khi có nhiều sao Việt góp mặt, đồng thời hai con của cặp đôi này cũng lần đầu lộ diện. Vừa qua, đám cưới hoành tráng của Lâm Trần Khang và bạn gái 17 năm Kim Jun Si đã diễn ra tại quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Hôn lễ của ông vua miền Tây khiến công chúng xôn xao khi rất nhiều gương mặt nghệ sĩ tên tuổi xuất hiện như Đan Trường, Titi, Lý Tuấn Kiệt, HKT và Khánh Phương, Lưu Chí Vĩ, v.v. Lâm Trần Khang và Kim Jun Si xuất hiện rạng rỡ trong ngày trọng đại sau 17 năm gắn bó. Không gian tiệc cưới của cả hai được bài trí đơn giản, điều này được Lâm Trần Khang lý giải trước đó. Chia sẻ với truyền thông, Lâm Trần Khang cho biết anh chỉ làm đám cưới vừa và nhỏ để có thể vui lòng khách đến vừa lòng khách đi, từng người được đến dự. Điều này được nam ca sĩ tâm sự trước đó. Quan trọng từng khách mời ra về đều hài lòng là thành công, bởi những người xuất hiện trong lễ cưới của Khang là những anh em chiến hữu và những người đã từng hợp tác với Khang, nên lễ cưới rất đơn giản và chỉ tầm 200 khách đổ lại thôi. Khang rất sợ quá nhiều khách lại không tiếp đãi chu đáo sẽ khiến mọi người buồn. Vì thực sự, lễ cưới của Khang rất đơn giản, nhỏ gọn và dành cho những anh em đồng nghiệp thân thiết, những người từng hợp tác với Khang trong công việc. Gia đồng nghệ sĩ trong Vbiz đã tới tham dự ngày vui của nam ca sĩ Lâm Trần Khang. Titi và Lý Tuấn Kiệt, Khánh Phương hội ngộ tại đám cưới của ông vua miền Tây. Đáng chú ý, hai con trai của cặp đôi cũng lần đầu ra mắt truyền thông. Lâm Trần Khang và Kim Jun Si chỉ mới vừa công khai các bé trước đó không lâu, nên có thể nói đám cưới của bố mẹ chính là dịp để hai bé được chính thức ra mắt với dư luận. Không hề tỏ ra bẽ lẽn ngại ngùng trước đông người, hai quý tử nhà Lâm Trần Khang rất giản dị trước ống kính. Một chi tiết khác trong hôn lễ cũng khiến cư dân mạng quan tâm chính là khoảnh khắc Lâm Trần Khang bước ra từ cánh gà, vừa hát bài Giờ Em Chính Thức Là Vợ Anh vừa khóc. Đây là ca khúc đặc biệt anh viết tặng vợ Hot Girl. Những câu hát, những ngày tháng chỉ biết khóc khi thấy anh lạc đường, cảm ơn em ở bên đời anh, cho dù là anh sai, nhắc lại chuyện anh được Jun Si kéo ra khỏi quá khứ ăn chơi khét tiếng xài thành. Lâm Trần Khang được biết đến với danh xưng ông Hoàng miền Tây vì đất show diễn tỉnh. Ngoài ra, nam ca sĩ được mệnh danh là vua YouTube khi có nhiều MV hút hàng triệu lượt xem. Điển hình nhất series phim ca nhạc Người Trong Giang Hồ. Bên cạnh sự nghiệp thành công, Lâm Trần Khang còn khiến dân tình dành sự quan tâm đặc biệt khi công khai Kim Jun Si, Trần Thị Thùy Dung trong tiệc sinh nhật cách đây 2 năm. Kim Jun Si sinh năm 1993, hiện là ca sĩ diễn viên. Cô ghi dấu ấn qua các bài Phận Bèo Trôi, Cái Xác Không Hồn, Quên Anh Trong Từng Cơn Đau. Ngoài ra, người đẹp cũng xuất hiện trong nhiều bộ phim ca nhạc của Lâm Trần Khang như Sóng Gió Học Đường, Sóng Gió Nhân Tâm, Sóng Gió Truyền Kiếp, Tân Người Trong Giang Hồ. Đầu năm 2019, Kim Jun Si bất ngờ chia sẻ hình ảnh được Lâm Trần Khang cầu hôn với quà tặng xe hơi hơn 4 tỷ đồng cùng nhẫn kim cương cỡ bự khiến dân tỉnh lác mắt. Sau đó không lâu, cả hai công khai có hai con chung sau 17 năm gắn bó. Choáng ngợp trước khối tài sản khủng của ca sĩ Lâm Trần Khang. Dù chỉ ca hát ở những sân khấu không hoành tráng, nhưng Lâm Trần Khang vẫn thu về lượng fan khủng và cát xê chẳng kém ai. Mới đây, Lâm Trần Khang gây xôn xao cộng đồng mạng với màn cầu hôn ấn tượng. Theo đó, anh mua xe hơi hơn 4 tỷ thay món quà ngỏ lời kết hôn với người yêu gắn bó 17 năm. Cùng với đó, nam ca sĩ chuyên hát hội chợ còn tặng bà xã tương lai nhẫn kim cương cỡ khủng. Bạn gái Lâm Trần Khang, sinh năm 1993, là ca sĩ diễn viên tại công ty của Lâm Trần Khang, Khang Profim. Cô rất xinh đẹp, lại đảm đang và biết cách chăm sóc, cưng chiều một nửa. Chuyện tình cảm của hai người được fan và gia đình rất ủng hộ. Lâm Trần Khang tên thật là Bùi Thái Châu, sinh năm 1985, quê ở Cần Thơ, lớn lên ở vùng sông nước miền Tây. Lâm Trần Khang được khán giả biết đến với danh xưng ông Hoàng miền Tây vì thường xuyên đi diễn tỉnh và đa show. Ngoài ra, nam ca sĩ sinh năm 1980 còn được mệnh danh vua YouTube khi có nhiều MV hút hàng triệu lượt xem, mà điển hình nhất series phim ca nhạc Người Trong Giang Hồ. Dù chỉ ca hát ở những sân khấu nhỏ, không quá hành tráng, nhưng Lâm Trần Khang thu về lượng fan khủng và cát xê thì cũng chẳng thua kém ai.
Chính lẽ đó anh có cuộc sống sang chảnh khiến nhiều người ngạc nhiên. Không gian sống sang trọng của nam ca sĩ. Là ca sĩ hội chợ, hát sân khấu bình dân, nhưng cuộc sống của anh không bình dân như mọi người lầm tưởng. Thay vào đó, anh sở hữu nhà cao cấp, xe hơi tiền tỷ. Trên trang cá nhân, thỉnh thoảng anh chia sẻ những hình ảnh xế cưng khiến fan trầm trồ. Anh cũng nhí nhảnh chụp ảnh theo trào lưu, hạ sốt bằng tờ tiền mệnh giá lớn. Anh cũng nhiều lần mạnh tay mua trang sức vàng đắt đỏ hay kim cương. Hình ảnh thường thấy của nam ca sĩ khi chạy show lưu diễn. Anh cũng thể hiện sự sang điệu bằng các phụ kiện nước hoa mỹ phẩm cao cấp. Lâm Trần Khang mạnh tay đầu tư các bộ phim ca nhạc triệu view của mình. Anh sử dụng xe sang tiền tỷ để quay phim. Lâm Trần Khang thích đi du lịch khắp nơi và đều là những địa điểm nổi tiếng thế giới. Mỗi lần đi tham quan, anh đều ghi lại các bức ảnh để làm kỷ niệm. Xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã xem video. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và share video. Đừng quên click vào nút đăng ký kênh ở góc bên phải màn hình để ủng hộ kênh và nhận những tin tức hay và mới nhất được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong các bản tin tiếp theo.